Ok, một trong những cuốn sách đầu tiên và hay nhất về bán hàng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới với tựa đề tiếng Anh là How to sell anything to anybody, là bán mọi thứ bạn có thể cho bất kỳ ai. Một cái tựa đề rất là khiêu khích đúng không? Làm sao để bạn có thể bán được tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người? Điều này nghe tưởng chừng như là điều không thể, nhưng với tác giả Joe Jorat thì đó là một điều hoàn toàn có thể. Vâng, tác giả Joe Jorat là ai? Tác giả Joe Jorat là người bán hàng xuất sắc nhất thế giới và đạt kỷ lục Guinness. Một điều mình chưa từng nghe về kỷ lục Guinness, mà mình tưởng là Guinness nó là cái gì đấy kỳ cục, giống kiểu là một người dài nhất thế giới, người đá được nhiều quả bóng nhất thế giới vào gôn kiểu như thế. Nhưng mà lại có một người vô cùng đặc biệt, đó là ông Joe. Ông là người đã đạt kỷ lục Guinness về việc bán hàng trên thế giới. Những cái thành tựu của ông sẽ được kể là như sau. Vào năm 1963 là năm đầu tiên khi ông bán ô tô, thì ông bán được 267 chiếc. Có thể bây giờ thì bạn nghĩ rằng 267 không phải là một con số quá nhiều, đúng không? Nhưng mà vào thời đó, đó là một con số vô cùng dư dả. Ngay sang năm thứ hai thôi thì ông bán được 614 chiếc, đó là gấp 2,5 lần số cái xe mà ông đã bán được từ năm thứ nhất. Và ông lập tức trở thành cái người bán xe hơi và xe tải số 1 thế giới, 614 chiếc trong năm đó. Vào năm 1976 thì số tiền, cái thu nhập của ông, số tiền hoa hồng từ việc bán xe của ông là 300.000 đô la, một con số kinh khủng vào thời đó đúng không? Vâng, tại sao lại có thể trở thành một người thành công như thế vào việc bán hàng? Tại sao ông lại có thể viết được cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới? Cuốn sách này sẽ mở đầu rất khiêu khích. Ông nói rằng là hầu như những cái người diễn giả về việc bán hàng đó, họ không thực sự bán một cái gì đó đâu. Họ ngoài cái việc là họ bán chính cái cuốn sách họ viết ra, thì ông là người đã thực làm, đã thực chiến trên cái thị trường của mình, thị trường xe hơi của mình, chiến đấu với từng chiếc xe hơi, từng vấn đề, từng nền kinh tế đi lên, đi xuống. Thậm chí vào thời điểm nền kinh tế đi xuống thấp nhất, ông vẫn sống rất là vui vẻ, vẫn thành công và thậm chí bán được còn nhiều hơn cả trước nữa. Liên tục tăng trưởng 10%, 20% và không hề ngần ngại. Điều gì đã làm nên một con người thành công đến như thế với việc bán hàng của mình? Có thể bạn nghĩ rằng là có những người thực sự là có một cái năng lực về bán hàng, có người có thực sự có gọi là cái duyên bán hàng trong tiếng Việt của mình ấy. Nhưng mà đối với ông thì ông nói rằng là ông kể cho mình nghe một cái background, một cái bản thân là ông có 35 năm cuộc đời vô cùng thất bại. 35 năm cuộc đời từ cái việc học hành không quá xuất sắc, thậm chí là còn rất tệ. 35 năm cuộc đời mà ông trải qua đến 40 công việc và không hề thành công. Và lần khởi nghiệp đầu tiên của ông thì ông đã bị phá sản và thất bại vì làm việc với nhầm người và tin tưởng nhầm người. Ok, tất cả những cái điều mà thất bại như thế, làm sao để có thể ông quay sang một cái công việc mới và lại thành công đến như vậy, trở thành một cái người đạt kỷ lục Guinness về bán hàng? Và ông trả lời cho chúng ta ba yếu tố tóm tắt trong ba từ. Từ thứ nhất đó là trong từ tư duy. Có một cái tư duy mà người Việt Nam nhìn chung hay là mọi người nhìn chung đều rất sợ bán hàng, vì họ nghĩ đến cái từ con buôn, vì họ nghĩ từ bán hàng là lừa lọc. Đó là một cái tư duy đã quá sai, quá lỗi thời. Quan điểm của Joe, ông cho rằng là việc bán hàng không phải là một cuộc chiến phải có bên thắng và bên thua. Nó không phải là một trò chơi bất nhất định phải thắng và thua. Trong cái trò chơi này, không ai là người thắng và không ai là người thua cả. Tất cả cùng vui vẻ. Và đó là một quan niệm vô cùng thú vị đúng không? Vì bán hàng là cho và nhận, và tất cả mọi người đều vui vẻ việc đó. Và sau cái việc bán hàng đó, nó mới có những mối quan hệ. Điều thứ hai là ở thái độ. Cái việc thái độ khi bạn bán hàng, nếu như bạn bán xong hàng và bạn phủi đít quay đi á, điều đó đã là một cái thái độ vô cùng tệ hại. Và ông có nói rằng là khi mà ông ký xong cái hợp đồng ấy thì đó mới là lúc ông bắt đầu bán hàng, và cái việc chăm sóc bán hàng của ông ở lúc này mới kinh khủng. Và ông có một cái hệ thống, một trong những cái định luật mà Joe đặt ra cho mình, đó là luật 250. Luật 250 là gì thì ở trong các phần chương sau chúng ta sẽ rõ. Và tóm tắt trong ba từ: tư duy, thái độ và hệ thống hành động. Và những cái điều này sẽ làm nên một cái người bán hàng giỏi nhất thế giới. Bạn có thấy đây là một phần mở đầu vô cùng khiêu khích về một cái việc mà vô cùng khó khăn, đó là việc bán hàng hay không? Và nếu các bạn tin tưởng rằng đây sẽ là một cuốn sách hay, sẽ giúp bạn rất nhiều thay đổi hoàn toàn tư duy, thái độ và có được hệ thống bán hàng thành công, bán tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, thì đây chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Hãy cùng xem video của mình vào ngày mai với chương 2 review của cuốn sách này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.